Vâng, xin chào bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa máy bay JS05 khi mà các bạn bay bị đụng ha, bị gì thì nó bị tuôn cái nhông ra thì mình sửa nhông là như thế nào. Nói chung máy bay này thiết kế cũng dễ cho nên là chúng ta các bạn nhìn này, nó sẽ có bốn con ốc ha. Thì chúng ta sẽ tháo bốn ốc này ra. Nói chung máy bay này thiết kế rất là dễ sử dụng cho nên là chúng ta có thể sửa tại nhà ha. Rồi, sau khi tháo bốn con rồi đó, thì trên đây nó sẽ có cái chốt ngay cái pin nè, nên các bạn lấy cái chốt nó ra ha. Đó, thì chúng ta sẽ tháo được nguyên cái phần này ra. Đó, ốc dặn chưa ra hết thì chúng ta dặn ra ha. Đó, thì khi mà tháo ra thì bạn sẽ được cái cụm motor như thế này. Rồi thì chúng ta sẽ xem cái nhông ở trong đây ha. Thì bên đây mỗi bên nó sẽ có một cái lẫy, thì chúng ta sẽ gỡ hai cái lẫy hai bên ra. Máy bay này thiết kế rất là dễ đó. Thì khi các bạn gỡ lẫy ra thì ở trong nó sẽ có cái nhông motor, motor dưới có cái nhông là nhông motor. Rồi cái nhông màu vàng này là nhông truyền, còn nhông này thì khó có bị hư lắm. Do trường hợp các bạn bị đụng ha, va đập gì đó, thì motor quay mà cánh nó bị kẹt á, cho nên là nó sẽ bị tuôn nhông. Thì các bạn kiểm tra cái nhông này nó có bị tuột hay không thì rất là dễ dàng. Thì các bạn có thể đẩy cái motor ra ha, chúng ta đẩy nhẹ thôi nha. Chúng ta đẩy nhẹ, chúng ta rút motor ra chứ không được đẩy mạnh quá. Đẩy nhẹ để chúng ta rút cái motor này lên. Thì khi rút motor này ra thì các bạn sẽ lấy cái tay chúng ta cầm nè, chúng ta thử rút ra coi nhông nó có bị giục ra được chưa không. Nếu nó bị lỏng rồi, nó bị tuôn thì chúng ta đẩy sạc vô một xíu thì nó sẽ cứng lại ha. Còn trường hợp nữa, nếu các bạn mà nếu các bạn mà gắn vô mà vẫn thấy nó bị lỏng á, thì nên là nó bị cái nhông nó, các bạn coi có bị nứt hay không. Nếu bị nứt thì phải sai nhông khác, còn nếu không nứt thì chúng ta gắn vô bình thường hả. Đó, thì nhông motor thì chúng ta sẽ đẩy lại ha, đó, cho nó vô khớp với cái nhông truyền. Đó, trường hợp tương tự thì chúng ta sẽ kiểm cái nhông thứ hai. Nói chung khi các bạn mà cho cánh nó quay á, nếu như mà cái cánh trên nó quay yếu thì các bạn sẽ xoay thử cánh trên coi là nó của motor nào. Trường hợp này khi chúng ta xoay cánh trên thì motor này nó xoay cái nhông nè, thì chúng ta sẽ kiểm tra cái motor này. Còn trường hợp nếu mà các bạn xoay mà cánh trên nó mạnh, cánh dưới nó yếu thì chúng ta sẽ xoay thử cánh dưới coi nó nằm bên motor nào ha. Lúc này nó quay bên motor này thì chúng ta sẽ tháo cái motor này ra, chúng ta kiểm tra nhông. Rồi, cái thứ hai, khi mà cái motor này các bạn kiểm tra mà nó cứng rồi á thì tiếp đến tới cái motor nhông truyền ha. Thì tiếp đến ta tới cái nhông truyền, tức là bánh răng nhựa này nè. Thì thường nó chỉ có ảnh hưởng một motor này tuôn nhông, hoặc hai là nhông truyền này bị mòn thôi ha. Thì trường hợp đụng nó cũng bị mòn là chuyện bình thường. Rồi, thì nhông truyền này nó sẽ có hai tầng, cái nhông màu vàng nó sẽ có hai tầng. Thì các bạn thượng tầng thứ nhất nó không có mòn ha, tới cái tầng nhỏ này nè thì nó sẽ bị mòn. Thì các bạn xoay xung quanh kiểm tra tầng nhỏ nó có bị mòn không. Nếu có bị mòn thì ta thay nhông mới, thì cái nhông này bên mình có bán. Rồi, tiếp theo cái nhông truyền thứ hai đó, chúng ta cũng kiểm thêm có bị mòn hay không. Nếu có bị mòn thì chúng ta thay nhông mới. Thì thay nhông dễ lắm, thì đây nó sẽ có cái cốt nè, các bạn chỉ cần rút cái cốt này lên rồi chúng ta lấy cái nhông này ra, chúng ta để cái nhông khác vô, chúng ta đút cốt lại là được đó. Thì sau khi đút vô thì các bạn sẽ gắn cái này vào ha. Nó sẽ có hai lỗ, chúng ta gắn đúng chiều nữa đó. Đây chúng ta gắn vô đúng chiều nha các bạn, do cái húp trên đây nó hơi khác chút xíu nè. Đó, các bạn nhìn thấy không, hai bên húp nó khác ha. Chúng ta, nhưng mà nói chung chúng ta gắn vô ngay là được rồi. Hai cái bây giờ chúng ta sẽ gắn vào. Đó, chúng ta gài hai bên lại là chắc chắn. Đó, thì cái này nói chung chúng ta ráp lại cũng dễ dàng thôi. Thì ở đây nó có hai cái khía nè, thì cái motor nó sẽ nằm ở dưới hai cái khía nhỏ này ha, để nó giữ motor lại không bị tuôn lên xuống. Thì các bạn chỉ cần cho motor nằm ở dưới đó là được đó. Nó vô khớp thì nó cứng, sau đó chúng ta gài lại thôi đó. Chúng ta bắt ốc lại là xong. Thì khi bắt ốc lại như thế này á, thì chúng ta trước khi bắt ốc thì chúng ta có thể test trước cũng được đó. Ví dụ mình ráp vô đỡ thôi, sau đó mình test ha. Mình sẽ ráp vô đỡ như thế này, sau đó mình sẽ test đó. Mình sẽ kết nối với remote rồi quay xem máy bay nó có quay đều ổn định hay không đó. Nếu mình lên ga mà hai cái nó quay đều, ok đó. Còn nếu các bạn lên ga mà
kiểm tra thấy cánh trên cánh dưới không đều thì chúng ta kiểm tra lại ha. Nói chung nó cũng dễ lắm đó, thì các bạn cứ tháo ra làm như mình thì chúng ta sẽ phát hiện được là cái nhông nào nó bị ảnh hưởng thì chúng ta có thể thay thế cho phù hợp ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây.